Suốt từ tối qua đến giờ, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã tiếp tục có mưa lớn. Trong đó, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An là những nơi có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa đo được trong 10 tiếng qua đã lên tới 74-84mm và thậm chí ở Thanh Hóa có điểm mưa còn trên 140mm. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong cả ngày hôm nay. Có nơi mưa rất to, vượt 80mm. Mưa trên nền đất đá đã ngậm no nước, nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và ven sông. Vâng, một số dấu hiệu sạt lở điển hình có thể kể đến như là xuất hiện các cái vết nứt lún ở trên mặt đất, trên tường nhà, hay là thấy mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, hoặc là nghe thấy những cái âm thanh lạ, tiếng nổ lớn. Thế tuy nhiên là những cái dấu hiệu này khá là khó để có thể nhận biết trước khi sạt lở xảy ra nhiều ngày. Vì vậy mà bà con sinh sống ở những vùng có nguy cơ cao hay là đã từng xảy ra sạt lở thì cần chủ động di dời đến nơi an toàn. Hiện tại thì Nghệ An thì mưa lũ đã khiến hơn 1.600 căn nhà bị ngập và hơn 700 hộ dân ở các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong và Kỳ Sơn bị cô lập. Người dân phải trèo lên nóc nhà để tránh lũ tại huyện Quỳ Châu. Hiện tại thì một số tuyến đường vẫn đang bị nước lũ chia cắt. Phóng viên Quang Tiến sẽ thông tin chi tiết từ Nghệ An. Thưa quý vị, hiện tại thì trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì đang ngập mưa. Tuy nhiên hiện tại một số tuyến đường thì vẫn đang bị ngập. Chính quyền địa phương vẫn đang túc trực cũng như là đặt các biển báo hạn chế các phương tiện đi qua những khu vực cầu tràng hay những khu vực bị ngập úng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tại tuyến quốc lộ 48, đoạn qua xã Châu Hồi, huyện Quỳ Châu hiện vẫn bị sạt lở và ngập nước. Nhiều nhà dân vẫn bị ngập, nhiều diện tích lúa, hoa màu cũng bị thiệt hại. Còn tại thị trấn Tân Lạc, dù mực nước ở thị trấn đã rút dần nhưng một số vùng vẫn còn bị ngập. Được lũ ập về quá nhanh, 40 em học sinh ở trong nhà trọ phải phá ngói, trèo lên nóc nhà để chạy thoát khỏi cơn lũ dữ. Đến rạng sáng nay, mực nước đã giảm xuống. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại cuộc sống. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 9, mưa lũ đã khiến 140 người ở huyện Kỳ Sơn phải sơ tán, hơn 700 người ở các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn bị cô lập, 1.600 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh bị ngập. Mưa lớn cũng khiến 1.500 hecta lúa, 3.000 hecta hoa màu bị thiệt hại, gần 2.400 con gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi. Đặc biệt một số cái vùng núi thì đất đã bão hòa nên nguy cơ sạt trượt là rất lớn. Chính quyền địa phương cũng đã huy động máy móc, phương tiện nhằm có thể khơi thông các điểm bị ùn tắc. Đồng thời có những cảnh báo người dân hạn chế đi qua các vùng sạt trượt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Vâng, đó là tình hình chung về ảnh hưởng của mưa lũ tại tỉnh Nghệ An. Còn riêng tại tỉnh này thì huyện Quỳ Châu đang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của mưa lũ. Hiện tại thì dọc quốc lộ 48A qua huyện này thì nhiều nhà dân vẫn đang ngập sâu trong nước. Đường liên thôn liên xã hầu hết là bị chia cắt, các khối xóm thì bị cô lập. Và chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Lê Hải Lý là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu để có thêm thông tin chi tiết. Xin chào ông ạ, hiện tại thì tình hình mưa ngập ở huyện Quỳ Châu đến thời điểm này là như thế nào rồi? Và địa phương thì đang có những biện pháp gì để hỗ trợ người dân? Vâng, trên Quỳ Châu hiện nay thì lượng mưa đã giảm và các cái con sông đã giảm nước. Tuy nhiên, ngào ngày hôm qua thì trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa rất lớn trên các thượng nguồn ở sông ở chảy về, và đặc biệt là xả lũ của các cái nhà máy đã làm ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản, người và hoa màu của người dân. Huyện phải di dời trên 5.000 người để tránh lũ. Có 1.200 hộ bị ngập sâu từ 1 đến 4 mét. Và hiện tại là có 3 xã và 6 bản đã bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Trên các tuyến quốc lộ 48A, 48D và tỉnh lộ 554 thì các cái điểm sạt lở và chia cắt rất nhiều. Trên địa bàn huyện hiện tại điện lưới quốc gia đã mất từ ngày hôm qua đến nay và chưa có. Và có 7 xã là mất thông tin liên lạc và gần 15.000 học sinh phải nghỉ học. Có 7 điểm trường và các cơ quan bị ngập chìm sâu trong nước. Về thiệt hại sản xuất lúa hay thu mùa là trên 700 hecta và diện tích ngập ao hồ là trên 60 hecta. Có hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Thì tập trung cái công tác chỉ đạo khắc phục thì huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã huy động lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ gia đình bị ngập lụt, di dời người và tài sản đến an toàn. Đồng thời, khi rút nước thì phân công lực lượng công an, quân sự và lực lượng nòng cốt để hỗ trợ khắc phục người dân, đảm bảo cứu hộ, cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng. Vâng, cảm ơn ông với những thông tin cập nhật vừa rồi ạ.
Và không chỉ tại Nghệ An, Thanh Hóa cũng là tâm điểm mưa lớn lần này. Liên tiếp trong những ngày qua đã chứng kiến các trận mưa xối xả trong nhiều giờ với lượng mưa lớn có nơi gần 300mm. Và mưa lớn đã tiếp tục làm nước lũ dâng cao và khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, sạt lở và chia cắt các giao thông ở các huyện miền núi. Hiện nay thì các địa phương của tỉnh đã chủ động các giải pháp để di rời và sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn tránh trú. Xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân là địa phương bị ngập lụt khá nặng do ảnh hưởng của mưa lớn vừa qua. Do mưa lớn lại là địa bàn nằm ở vùng trũng thấp dẫn đến nước lũ dâng lên cả mét, ngập gần đến nửa ngôi nhà của các hộ dân. Hiện nay, xã này có khoảng 50 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt, trong đó 10 hộ trong tình trạng ngập lụt nặng phải di dời đến nơi an toàn. Ngập toàn bộ nhà rồi, lên đến 2/3 cửa sổ rồi. Thì nhà tôi là ở cái vị trí thấp nhất, nên là cứ hàng năm là cái phải chủ động để mà đưa các cái đồ điện, đồ điếc lại lên các cái khu cao ráo đấy. Hiện tại là bây giờ là có 7 hộ đã di dời và đưa đến nơi an toàn. Ban chỉ đạo đã có cái phương án di dời những cái vật cần thiết cho các hộ và trước hết là con người, thứ hai là tài sản để đảm bảo được cái an toàn về lực lượng, người và tài sản nó không gây ra cái thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng trên 20 hộ dân các huyện miền núi Thanh Hóa. Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Chỉ đạo hướng dẫn các xã tập trung rà soát, kiểm tra rà soát những cái khu vực ven sông suối, những khu vực ngập sâu, vùng trũng thấp để có phương án sơ tán di dời người dân khỏi cái khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn đã gây ra một đợt lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mực nước trên các sông tiếp tục lên, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Do mưa lớn, lũ trên sông Bôi ở Hòa Bình, các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục lên trong ngày hôm nay và ngày mai. Đỉnh lũ trên sông Bôi ở Hòa Bình, các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có thể quanh mức báo động 1, nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông và có thể ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông như giao thông thủy, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn bị nước ngập và có nước chảy xiết. Chỉ có sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở Hà Tĩnh là lũ đang xuống dần.